Tại huyện biên giới Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, nơi mà cuộc sống của nhiều hộ dân còn gặp nhiều khó khăn, con đường đến trường của rất nhiều học sinh trở nên gian nan vất vả. Vì thế, nhiều mô hình mang ý nghĩa thiết thực đã được các trường trên địa bàn huyện triển khai như mô hình hũ gạo tình thương, cặp lồng yêu thương vì bạn đến trường nhằm giúp cho hàng trăm học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập và nuôi dưỡng những ước mơ. Đã trở thành thông lệ, mỗi tháng một lần, vào thứ hai đầu tuần, các thầy cô giáo cùng các em học sinh tại trường tiểu học Hùng Vương, thị trấn Sa Thầy, tỉnh Kon Tum lại bớt chút thời gian để cùng nhau quyên góp gạo vào hũ gạo tình thương để giúp các bạn học sinh nghèo tại trường. Mô hình đã giúp được hàng trăm em học sinh nghèo vơi bớt khó khăn, yên tâm đến lớp. Thì là em rất là vui khi được ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ủng hộ gạo thì em ủng hộ rất nhiều thứ như là tiền tâm, quần áo, lon bia. Để em muốn ủng hộ cái này để muốn giúp các bạn để vượt qua mọi khó khăn. Trong trường thì tổ chức là luân phiên trao tặng cho các em. Trong trường thì hầu một năm thì là năm 2019 thì nhà trường đã quyên góp được 8 tạ 800 kg gạo để hỗ trợ cho các em trong một năm. Và hầu hết tất cả các em trong trường đều là tham gia rất là nhiệt tình để ủng hộ những cái bạn là có những cái suất gạo để hỗ trợ các em trong cái ngày về nhà và cùng với gia đình để có bữa cơm no cùng đến trường với các bạn. Theo thống kê, năm học 2019-2020 đến nay, tại các trường trên địa bàn huyện Sa Thầy đã tổ chức quyên góp được hơn 9 tấn gạo và hàng nghìn cuốn sách vở, dụng cụ học tập, quần áo để giúp đỡ, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn, yên tâm học tập. Mô hình sẽ giúp các bạn học sinh ý thức hơn về sự tiết kiệm, hiểu rõ về sự đoàn kết, sẻ chia tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn.